Vâng, xin kính chào tất cả anh em Võ Lâm Truyền kỳ 2 đến với clip tiếp theo của mình. Hiện tại thì mình đang có mặt ở server, đó là server Kim Hổ Võ Lâm Truyền kỳ 2 Vina Game. Thì hôm nay mình sẽ làm một clip, đó là review một cái arc có thể nói là Thiên Long Quyền gọi là top setting trong giới Võ Lâm Truyền kỳ 2 và một in game cũng khá tên tuổi. Và arc này thì cũng là ngày xưa cũng là đã từng sở hữu cái bao tay bỏ qua 30% bao tay của The Mid cũ đây. Vâng, thì cái arc này ngày xưa cách đây khoảng clip 1-2 năm gì đó mình có làm. Tức là arc này đeo cái bao tay bỏ qua phòng ngự 30%. Đấy, thì đúng, cũng đã làm clip rồi. Và bây giờ arc này lên đời cũng khá là chất lượng. Ok, thì arc này là của chủ arc tên là Huy. Thì cảm ơn bạn Huy đã cho mình mượn để làm clip review cho anh em xem. Ok, thì hiện tại arc nào anh em sẽ hỏi là arc nào đang là top 1 Võ Lâm Truyền kỳ 2 đúng không? Thì mình thì chắc không mượn arc đó rồi. Arc đó thì làm hình như là hack 113 phải. Mà arc đó hóa cảnh rồi anh em nhá. Thật ra thì để mà nói tại sao đó top 1, bởi vì arc đó top 1 thực ra với trang bị kim xà rồi tín rồi các thứ thì nó giống thôi. Nó chỉ khác nhau là arc đó nó có thêm cái hóa cảnh rất là cao, mấy chục mạch rồi. Đấy. Còn lại thì anh em chơi, ví dụ như là anh em đầu tư một cái arc setting bên Vinagame tổng khoảng 40-50 triệu như thế này, BK rất là ổn. Và áp được cả uy hổ tướng hóa cảnh là chuyện bình thường anh em nhá. Như thế này là rất là trâu bò, mình khẳng định với anh em luôn, rất là trâu bò luôn. Ok, thì mình sẽ review làm sao mà tại sao giải thích cho anh em những cái mà tại sao một arc chơi tầm trung. Thật ra thì cái giá trị cái này cũng đéo phải tầm trung đâu anh em, nó cũng khá là đắt đỏ đấy chứ không phải tầm trung gì cả. Nhưng mà nói chung là sẽ giới thiệu cho anh em cũng như là một arc để anh em có thể gọi là BKO đấy, ví dụ như thế. Ok, không nói nhiều nữa thì bây giờ mình review luôn. Hiện tại thì anh em thể thấy là arc này chắc chắn là biết bể rồi. Nhìn cái mặt hàng như thế này anh em thể thấy là full bao gồm có 6 món setting, còn từ đầu đến deep tín vật mắc 20 kim xà 7 bắn sức 3. Đấy thì không thể là chạy trốn được, là biết bể rồi. Đấy, chắc chắn là biết bể rồi. Vô cụ phá địch 150. Anh em thấy là cái lượng nội phòng của setting rất là cao, hiện tại là 84%. Còn nếu mà ví dụ mình có đeo cái con bét tỷ lệ phòng ngự 5% chẳng hạn này, thì cái nội phòng là 89%. Có thể nhiều anh em không biết ở Võ Lâm Truyền kỳ 2 thì cái nội phòng mắc của một hệ phái là 90% anh em nhá. Ví dụ hình như là tôi nhớ là có những đợt có bản Võ Lâm nào mà x hương cổ lên đấy, x3 hương cổ rồi x gì 2 hương cổ lên là hơn 100% cơ, rất là kinh khủng. Mà tôi thấy thì ví dụ như là không có hương cổ hay không có cái gì cả thì ở đây là mắc chỉ là 90% thôi anh em nhá. Đây 89 rồi. Thì bây giờ làm thế nào để mắc 90% thì anh em chỉ cần đeo thêm cái hiệu phá quân, rồi kích thêm được 10k máu và tỷ nội phòng ngoại phòng tăng thêm 3%. Đáng nhẽ anh em hỏi là tại sao phải là 92 đúng không? Bởi vì mắc 90 rồi. Đấy, nó chỉ được thế thôi. Đấy. Rồi rất là trâu. Cực kỳ là trâu bò anh em nhá. Rồi arc này xem có cái đêm gì không nhỉ? Hiệu đêm rất là nhiều này. Thiên quyền, thiên su đây. Rồi. Có hiệu, nếu mà có thêm hiệu đại sư huynh nữa thì nó cũng gần 20k nữa. Về trang bị thì anh em thấy là nó setting này. Chắc chắn là nếu mà chơi như setting như thế này thì sẽ là một là kim xà phải tẩy full sinh lực thì rất là ok. Thứ hai là sẽ chọn là hai món tốc. Đấy, hai món tốc chuẩn BK. Anh em thấy một món tốc này, tỷ lệ phòng ngự nội 6% này. Áo đi theo sinh lực này, quần đi theo tốc ở 40% này, hai món tốc này, chuẩn BK. Anh em hình dung là bọn này nó uy hiểu tướng nha, uy hiểu tướng mà chưa hóa cảnh nhận cái cả hóa cảnh dụng tầm khoảng 20-30 mạch ấy. Suốt bọn này nó kiểu như gãy ngứa luôn, rất là trâu. Kể cả ví dụ nhiều uy hiểu tướng mà kể cả đi theo bạo kích ấy chẳng nữa, bằng bạo kích thì chẳng hạn thì suốt nó cũng gọi là nó không thốn lắm đâu. Rồi cặp ngọc sát tinh anh em thể thấy là nội công tỷ lệ phòng ngự nội với hiệu quả thương dược. Đâu đây à? Tường thiếu lâm quyền à, arc này top phái à, hơi cùi tường ấy thì lại tỷ võ luôn. Đây tỷ võ luôn cho anh em. Ôi trời chết mẹ. Vâng, tôi thấy luôn anh em nhá, tỷ võ luôn này. Rồi ăn cái lát này thử anh em nhé. Rồi X-Lag lên xem nào. Đây là X-Lag anh em nhé, X-Lag. Còn đêm hiện tại là 20k rồi, 19.987. Và hôm nay anh em có thể quất ngay con lô 87. Ok. Và mình Rồi
Một pha đại tu 59k. À, không, tôi đeo biết đấy rồi mà. Cũng khá là trâu bò đấy. Một đường môn. Ui, cái bao tay của anh ấy đây, bỏ qua 15%, một thủ ngoại. Ác này là xưa là có một cái clip hơn 300.000 view của tôi ấy. Là ác này à. 76k, đại tu 5 ô. Là trước là tôi có ấy rồi anh em ạ. Trước là tôi có làm rồi. Thì ác này tới đừng đeo bao tay bọc có 30. Đây, tôi sẽ uấy, anh em nhìn thấy chưa? Có bút đá phát chết luôn. Có bút gì nhỉ? Bút gì? Anh em có thể combo như tôi, combo bừa thôi. Vịt phá xong này. Đá hán nhỉ? Cậu có... áo có búp. Ui ôi. À, ác này không đẩy lùi được kiểu như mấy cái ác khủng anh em ạ. Mấy ác khủng khác nó đẩy lùi kinh khủng lắm. Ui, đây vẫn có thể chạy được mà. Đây, tôi đang test cái app này cho anh em xem. Bọn đường môn này. Vâng, ok, tiếp tục review tiếp nào. App này tín 20 rồi. Bao tay sát tinh. Được đêm là 1264. Khá là cao. Tấn công làm nội ngoại phòng kẻ địch giảm 18%. Sát thương tăng 400. Cái lượng sát thương là 1100. Cái áo choàng kim xà đây. Anh em để thấy là tạm thôi. Bây giờ anh em cứ hình dung là ba cái món kim xà này mà full sinh lực ấy, nó anh bắt tốt thì hiểu tướng luôn anh em ạ. Cực kỳ trâu bò, lượng máu nó có thể lên tới tầm khoảng 25 này, nhân 3 là 75. 75 7 nó rơi vào tầm khoảng hơn 500k, 530, 540 luôn. Một kim xà tính ngon. Đây mặt tích chính 98%. Tiến cấp cũng khá ngon, phát 6%. Rồi, cho anh em sâu cho anh em cái mạch này. Cái mạch này thì tại sao không lên mạch 6? Mạch này đi theo mạch 4% và mạch ngoại 4%, rất là ok. Bởi vì mạch như thế này thì sẽ vừa có đêm vừa có thủ, không cần phải lên mạch 6. Nó sẽ rất là trâu. Có lẽ là mình sẽ tiếp được thương quyền, nó ổn hơn. Mạch kim xà mà thể phun nội tông sinh lực nữa thì đêm rất là to. Giật giật, ủa. Anh em thấy sút giật hết mà. Ui, mẹ sút giật thế nhở. Không sốc được đêm đâu. À không tăng máu lên nổi. Vâng, ép với Thiếu Lâm Quyền. Thiếu Lâm Quyền này cũng hiệu 1. À, Thiếu Lâm Quyền chất lượng phết nhở. Ra gì phép đây anh em. Vô cực minh tinh, sắp tinh. Rất ngon, nhưng mà kim xà thì là kim xà. Ui, 3 món sinh lực 15k. Ui, thì thằng này nó trâu rồi. 3 món sinh lực 15k. Mật tịch. Sẽ thương hại gì trâu ấy. Tăng phá địch 80 điểm. Cộng 4 là xếp xếp cộng 4 là 80 điểm. Ác này cũng có thể nói là tốt, sắp tinh rồi. Bao tay được biết làm cái bao tay sắp tinh nữa thì lại đẹp dài ngay. Rồi, có lẽ là mình sẽ test nốt đi.
bây giờ thì đại tu thằng này máu trâu lắm anh em ạ. Thằng này nó khoảng nó rơi vào khoảng không biết là thanh niên kia mà tịch được bao nhiêu. Mật tịch 97%, vô cụ 176 điểm. Rồi một pha đại tu 57k. Thả nhau suốt cả ngứa luôn. Tu buồn cười lắm, phải có sen các anh em ạ, đại tu nó mới sướng. Và bị giảm nội phòng xung quanh 57%. Rồi ok, mình sẽ ao á. Ok, hẹn anh em các clip tiếp theo nhá. Một cá khá là ngon, tấm huyết. Chắc là sắp bán rồi. Cầm ngọc tấm huyết này. Ui. 13k là 52k vàng ném vào đây. Chẳng nhẽ tí trộm luôn giờ. Ok, hẹn anh em các clip tiếp theo nhá.